Cơ sở đồ gỗ Trang Chính xin kính chào quý hàng, và hôm nay cơ sở em xin gửi tới cho quý vị và báo giá cho quý vị về một đôi tranh câu đối cha mẹ mà được cơ sở chúng em cẩn ốc xa cừ. Và bức tranh này có gì đặc biệt thì em sẽ mời quý hàng cùng em theo dõi hết video này và em sẽ báo giá quý hàng ở cuối video ạ. Bộ tranh này được cơ sở chúng em làm với chiều cao là 1m07, rộng 30, được cơ sở chúng em cẩn ốc xa cừ với hình ảnh cha mẹ. Ở bên trên này là có hai dòng chữ phúc đức rất là ý nghĩa luôn. Đó, cơ sở chúng em khảm cẩn ốc đây các bác xem đây này. Rất là đẹp luôn. Ở bên một bên là chữ phúc, một bên là chữ đức. Còn phía dưới này là cơ sở chúng em khảm với hình ảnh là khảm là hình ảnh cha với dòng thơ là thương cha xuôi ngược giữa dòng. Đó, đây là hình ảnh phía dưới này là hình ảnh cha được cơ sở chúng em các người nghệ nhân khắc họa nên biểu tượng cha đang chài thuyền đây này. Rất là đẹp và ý nghĩa. Bên dưới này là các cảnh khảm là đan xen rất là nổi bật luôn. Bên trên này, ở bên này là có hình ảnh chữ đức. Và phía dưới là có hình ảnh mẹ với dòng thơ là mẹ hiền, tất cả gánh gồng nuôi con. Rất là giá trị và ý nghĩa luôn. Đó là một cái hình ảnh đem lại cho chúng ta khi trưng bày một bức tranh được thể hiện rất là sống động. Và đây là một hình ảnh mẹ đang gồng gánh mọi người nhá. Đây là một hình ảnh mẹ đang gồng gánh này. Bức tranh này cơ sở chúng em làm hoàn toàn là trên chất liệu nà gụ và được cơ sở chúng em cẩn ốc xà cừ. Nếu một bức tranh như thế này là cơ sở chúng em đang làm hoàn thiện rất là tỉ mỉ, và mọi người có thể là làm treo trong không gian nhà đấy, không gian phòng khách, phòng làm việc và không gian phòng trà rất là đẹp. Một bức tranh mang đến ý nghĩa. Ngoài ra thì mọi người có thể làm một bức tranh dành tặng bạn bè đối tác, đặc biệt là dành tặng cha mẹ. Một bức tranh mang nhiều ý nghĩa và được cơ sở chúng em cẩn ốc xà cừ hoàn toàn tự nhiên. Và sản phẩm này cơ sở chúng em đang giao lưu với toàn bộ quý hàng là giá là 7.500.000 các bác nhé. 7.500.000 là bên em bao ship giao tặng nhà cho mọi người. Và nếu mọi người có quan tâm về sản phẩm này thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp với cơ sở em là theo số hotline 0979839286, 0825232888 và 0378759562. Thì cơ sở chúng em có dùng Zalo và hỗ trợ tư vấn cho toàn bộ gà. Và rất cảm ơn quý vị đã cùng chúng em theo dõi video này, và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.